Thưa nọng, tỉnh Bắc Cạn là tỉnh mê lai thỉnh của cái mê Tỉnh, đài lai cần chắc thân. Mê lai dường đây xe hết nèm chương trình, mọi xã phường mê thỉnh của cái nâng xe khai. Trang tí có trẻ đang đẩy bại tí phuông khảo lim nằm phá trăm chướng, nèm tiêu chuẩn ô cốp. Cho bình nọng khai trẻ đẩy trá hơn, vạ tròi lai cần xú trang vạ ngọc tỉnh, chắc thân bại thỉnh trẻ của tỉnh Bắc Cạn, vằn càng lai. Chợ mới Lè huyện nâng nằm có trẻ lai nhất của tỉnh Bắc Cạn 6 tỉnh chết bác hecta Trang thì mì quạng hạ bác hecta chè trung du, nhang tèo, lè chè san tuyết. Có nảy pin nọng nằm nèm cách cáu. nằm xong nắm chắc chăm chướng, tả xe pèn, lè pèn. Nhọc pèn, buốt nhọt nắm lần, nắm đẩy kỳ lai. Cả này quá hết bại chương trình dự án. Lai phủ Chè xú huyện chợ mới đã đẩy quy hoạch trăm chướng vạ nằm tèo nèm quy trình Việt gáp. Nhò bẹn, chè buốt nhọt lai, đẩy íp quá pi. Nảy lè dưỡng đây, khe mì đo chè khai quá pi vạ hết bẹn của cái ô cốp, rú tí phuông. Lăng bừa hết, xạ như cố mì xếp hecta chè. Đơn vị, là... hết, xã... hố hố là... đơn vị đẩy ra... hưa tròi chính là hợp tác xã thanh niên như cố đã tiếp nhận vạ cáp sáu pì nọ khai hết quá ngòi hăn mô hình nảy bền đây chè buốt lai buốt nhọt lần cốc co lẹp pì nọ đã chắc chăm chướng nèm hướng việt gáp đẩy bọn bằng khuấn hữu cơ vi sinh khuấn tổng hợp nèm chuẩn quy trình sảng nằm co chè trung du, dường đây rú huyện chợ mới, lẻ mịt tành song bác hecta chè san tuyết, phấn lai rú tham xạ bạng đông, lẻ bình văn, yên hân và yên cư. Cốc co lẻ tôm đi lồng lẹ rú nảy táng hơn bị sáu bại tỷ phương đai, chăn ngám xe nằm co chè san tuyết. Tứ tỷ cái có hết bẻn của cái ô cốp tham gia chương trình, mọi xã phường mịt thỉnh của cái nâng xe khai. Căn này sảng ao chèn óc hết nhà máy chế biến trẻ hiện đại. Huyện chợ mới cũng đang hơi tròi pin nọ, nằm chè bền búng, đầy íp nhọt lần và ổn tình. Trang tí chăm chướng và nằm co chè san tuyết lai khẩn, cho pin nọ mì thu nhập hử trang lườn. Định hướng nèm nghị quyết sổ tài sĩ của huyện ủy đã ban công tầng giai đoạn mọi pi nằm mớ thêm nhì sấp hecta chè thân liệu pi rong xiên nhỉ hạ tăng huyện sẽ mịt tành rong park hecta chè sàn tuyết cái này tỉnh bắc cạn mịt quạng rong xiên hecta chè phấn lai rú bại huyện chợ mới chợ đồn và ba bể ốc lành thân pi rong xiên nhỉ hạ búng nằm chè của tầng tỉnh lai khẩn rong xiên hạ park hecta trang tỷ chè trung du lẽ xiên hạ bác hecta Tăng pi đầy íp, cầu xiên hạ bác tấn nhọt. Búng nằm chè san tuyết lẽ ép xiên hách íp rong xiên hạ bác tấn nhọt mọi pi. Sáu bại dường đây của co chè rú bắc cạn. Cả này cùng đã mì lai doanh nghiệp hợp tác xạ ao chèn óc, phai hết kinh Nèm công nghệ và nằm thình co nảy lai khẩn. Trang thì mì lai thình trẻ đã đẩy công nhận lê cái ô cốp tham sao rú sảng bắc cạn can này tỉnh thái nguyên cùng đạm mì lai thỉnh cuối cái tứ trẻ đẩy ô cốp hả sao vạ chướng mắn thương hiệu khai rú trang vạ tăng nước nọc sáu bại giường mì thận mưa tông đinh lồng lẹn xe nằm co trẻ trang thì mì co trẻ san tuyết trẻ béo lương và bại thỉnh cuối cái tứ trẻ chẳng tình sẽ bèn bại thỉnh của cái ô cốp hà sao vạn nắm trừ cả tỳ hơ cùng hết đẩy bẹn tỳ